Với trạm khí hậu và trạm thời tiết tự động, các thông số về nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm không khí, độ ẩm đất sẽ được cập nhật liên tục đến từng phút và dự báo chính xác các thông số trên cho 5 ngày sau đó. Bắt đầu được triển khai từ tháng 7 năm 2013, với những hiệu quả bước đầu, đến nay, công nghệ IMETOS đã được lắp đặt và ứng dụng tại 5 tỉnh thành là Hà Nội, Hà Giang, Lào Cai, Phú Thọ và Quảng Trị. Thì nó hoạt động dựa trên là cái năng lượng mặt trời và nó tích hợp đủ cái số lượng năng lượng cần thiết để cho trạm hoạt động 24/24 giờ. Trong mọi thời tiết có thể là ghi nhận được khoảng 120 các cái yếu tố của thời tiết và của khí hậu và của môi trường, và thông qua là máy tính nó xử lý và nó truyền tải số liệu đó kịp thời đến ngay người sử dụng. Công nghệ IMETOS là công nghệ của Cộng hòa Áo, đang được ứng dụng trên 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, trạm khí hậu tự động sẽ phục vụ quan trắc và cảnh báo tiểu khí hậu, báo sớm thiên tai như hạn hán, lũ lụt, mưa úng, sương mù, xâm nhập mặn. Trạm thời tiết tự động sẽ cập nhật được diễn biến độ ẩm của đất, nước, từ đó tính toán được lịch gieo cấy, thu hoạch phù hợp với từng giai đoạn thời tiết cụ thể. Khi có cái trạm này thì về mặt sản xuất thì chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian tưới và số lần tưới, chủ động giúp cho cái người quản lý có khả năng nhận biết được là diễn biến thời tiết và ra được cái quyết định phục vụ cho sản xuất có hiệu quả cao, kết hợp với diễn biến khí hậu ở tại cái khu vực đó để giúp cho ta có một cái chuỗi số liệu để phục vụ cho cái nghiên cứu cho những cây trồng khác nữa. Đây là những cái cơ sở dữ liệu rất quan trọng mà bình thường chúng ta phải sử dụng bằng phương pháp truyền thống là đo bằng tay, rất mất nhiều thời gian và độ chính xác chưa cao. Với bộ cảm biến thông minh, thu nhận và xử lý thông tin, với khoảng đo sau 6 giây phát đáp tới người sử dụng từ 10 đến 60 phút một lần qua mạng thông tin di động và Internet. Người sử dụng có thể cập nhật thông tin thời tiết và môi trường bằng cách truy cập vào website của METOS để có những số liệu thông số cần thiết cho việc sản xuất, kinh doanh và chủ động ứng phó với những diễn biến thất thường của thời tiết. Chúng tôi thấy đây là một công nghệ rất là tốt, rất phù hợp với chỉ đạo sản xuất nông nghiệp ở các tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Đối với Phú Thọ thì chúng tôi nghĩ rằng là cái trạm khí hậu tự động này có thể ứng dụng tốt cho cái việc quản lý sản xuất đối với cây chè, cây lúa và nhiều loại cây trồng khác, cũng như là dự báo cháy rừng, dự báo lũ quét. Với những kết quả bước đầu, công nghệ IMETOS với các trạm khí hậu tự động, trạm thời tiết tự động và các giải pháp khoa học công nghệ tổng hợp hiện đã và đang được khảo nghiệm trên nhiều vùng sinh thái sẽ là công cụ hữu ích phục vụ cho sản xuất, đời sống, ứng phó hữu hiệu với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai ở Việt Nam.